chân lông của mình là nó đã hình thành cái mụn và nó bít tắc cái lỗ này thì nó sẽ gây ra viêm. Viêm mà mình nên là bây giờ mình phải lấy hết những cái này ra thì cái lỗ chân lông nó không bị viêm nữa thì nó mới trở lại bình thường giống như những cái này. Còn nếu mà mình không lấy mà mình để ăn sâu sâu vào và sau này nó sẽ bị viêm nữa, còn sinh ra nhiều mụn nữa. Vậy chứ lát mình sát khuẩn vô là nó bắt đầu nó dịu da, nó dịu da lại à? Nghĩa là cái là giống như mình nặn xong, mình sát khuẩn xong, mình bắt đầu mình tha các bước của mình lên được, đúng không? Mình tha các bước dưỡng ẩm rồi siêu mụn rồi lên được luôn rồi ha. Mình nặn xong mình tha được. Xài dệt thể trang của Hàn Quốc và sữa rửa mặt là của gì bé xuống Sinofil, đúng rồi. Đó là Su đang xài và nước rửa da của Hàn thì nó đã đang sử dụng. Bé bé nó có cái mặt mụn, bé mình nó có dấu hiệu giống như mụn cọt vậy. Nó có cái mụn mà nó cái đầu nó có mũ á. Nó không có lợ, không có miệng nhưng mà nó trắng trắng. Nó có mấy mụn trắng trắng. Nước rửa da của Hàn thì nó đang xài. Sử dụng đây chỉ có những đây cái vùng này là chưa có sạch. Đau quá. Lên luôn. Vì cái giọt mà nó rơi xuống và nó rơi đâu nó sẽ lan ra đây là mình có ngứa mình cũng đừng có gãi, cũng đừng sao, ví dụ ngứa quá thì mình phèo phèo một tí xíu thôi chứ mình đừng có gãi gãi thế này là nó sẽ